Phần thử thách tiếp theo là Minh Thảo và anh Kiệt sẽ thi đấu, battle, thi đấu với nhau. Battle. Và bây giờ hai bạn sẽ đấu như thế nào? Mời anh Trân Huy ạ. Ban tổ chức sẽ mở một bài nhạc và hai bạn sẽ có thời gian để thể hiện một cái tốt nhất, một cái đặc biệt nhất của mình trên cái sân khấu này. Hết sức hết mình. Cố lên. Một sự thách thức mà ban giám khảo lại dành cho hai thí sinh của chúng ta. Hai thí sinh đã lọt vào vòng nguy hiểm, chiến đấu với nhau thêm một lần nữa. Và không để quý vị chờ lâu, hai bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Minh Thảo, cố lên. Và ban giám khảo sẽ là người chọn nhạc cho các bạn. Vâng. Để xem các bạn có người xứng đáng đi tiếp hay không. Như vậy, Minh Thảo và anh Kiệt đang sẵn sàng cho một cuộc đối đầu trực tiếp để giành quyền ở lại với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi âm nhạc mà giám khảo lựa chọn. Âm nhạc bắt đầu. Dắt dìu đưa điệu ca